Còn thắc mắc theo tinh thần Phật giáo thì có việc học tài thi phận không thư sư. Con không nhớ rõ đã coi ở nguồn nào nhưng con nhớ ở đó có đề cập đến phước học và phước thi là khác nhau phải không? À, thì đúng là mình nếu mà mình dùng cái từ học tài thi phận thì nó không đúng với chánh pháp bởi vì khi mà mình dùng cái từ thi phận có nghĩa là cái chuyện thi của mình á là do một cái đấng nào đó quyết định nhớ gì nhỉ là do một cái đấng nào đó quyết định à, tức là không có do mình nha ông trời ông cho mình đậu là mình đậu ông trời ổng cho mình rớt là mình rớt hoặc là có một cái số phận nào đó nó đã quy định rồi cho nên là nó phải như vậy tức là cái gọi là cái con đường của mình cái sự thành bại của mình đó, đặt hết vào tay của người khác thì đó là không đúng chánh pháp ừ. còn nếu như mà quý vị phân tích theo cái kiểu um, phước học và phước thi là khác nhau thì nó cũng không có sai nhưng mà nó chưa có đủ bởi vì sao bởi vì loài người uh, chúng ta là sinh vật chịu hai chịu chi phối bởi hai thứ tức là cái cái nghiệp quá khứ và sự nỗ lực hiện tại. Một người nhờ cái phước quá khứ, vị này học rất là nhanh, rất là mau thuộc. Nhưng mà không có sự nỗ lực hiện tại tức là gì? Lười, ham chơi hoặc là tự nhiên cái đang học cái yêu sớm. À, thì tự thì cái chuyện mà cái Phước cũ á, nó cũng không giúp gì được mình nhớ nha mình có một cái con dao sắc bén ở trên tay thì mình phải dùng nó để mà mình cắt đứt cái này cắt đứt cái kia mới xài được chứ còn mình có mà mình không xài thì nó cũng như không đấy à, cho nên là mình tránh cái thái độ là đổ thừa hoàn toàn do nghiệp để vì khi mình đổ thừa do nghiệp á là mình đã phủ nhận cái sự nỗ lực hiện tại của mình nha nhớ à, cho nên là cái cái chuyện học đó là nó chịu tác động bởi hai thứ còn nếu mình nói rộng ra đó là nó còn chịu tác động bởi cái ngoại cảnh nữa cái ngoại cảnh ở đây là bao gồm cái môi trường xung quanh nè rồi um, những con người mà mình tiếp xúc ví dụ như mình tiếp xúc với thầy tốt bạn tốt mình tiếp xúc với cha mẹ tốt tức là mình học thì cha mẹ để cho mình học chứ còn mình học mà chén thì nó bay chén bay rồi tô bể rồi um sùm thì làm sao mình học đấy cho nên mình còn chịu tác động bởi những người những cái môi trường bên ngoài nữa đấy rồi còn cái chuyện mà thi nó cũng như vậy mình nên tránh cái thái độ là cái gì mình cũng đổ thừa cho nghiệp bởi vì nếu như đổ thừa cho nghiệp thì nó khác cái gì với cái quan niệm à, quan điểm là à, học tài thi phận đúng là mình có một số cái phước nó có thể giúp cho mình trong những cái chuyện mà thi nó được thuận lợi hơn nhưng mà nó còn phụ thuộc vào sự nỗ lực của mình nữa Yeah, chứ không lý nào mà mình <laughs> mình nói là mình có cái phước thi đậu rồi là mình khỏi thi nó cũng đậu rồi, có được không ừ, có được không hình như không á cho nên nó còn phải có sự nỗ lực hiện tại nữa và nó còn chịu sự chi phối bởi tác động từ bên ngoài à mà ở đây người ta nói là nội phần và ngoại phần ấy. đấy à, cho nên là mình à cái cái quan điểm ở đây hai cái quan điểm là thứ nhất học tài thi phận là nó không có đúng. Cái thứ hai là phước học và phước thi là nó chưa có đủ. Ừ.